quá phim bạc này. Kiểu bò, chở bò qua hải đấy. Ủa sao mất điện là tôi về bắt thiếu kìa. Vào cắm hồ cái bóng đèn đó thiếu. Vào cắm hồ cái bóng đèn cái. Vào cắm hồ cái bóng đèn cái. Bóng đèn ở chỗ này đây. Ở chỗ sách già. Ai đục. Ủa đây á. Không đây. Đây đây đây. Đây này. Bên sau cái mấy bơm á. Cái ổ bằng vàng á. Thì hôm nay em lấy chưa à? Đồng này anh, tôi đang quay mà. À, anh quay trực tiếp à? Tôi thấy nó là cái gì điện thoại nó cứ răng sáng, tôi mới lên nhà lao tôi che lại. Rồi, hết rồi đó.
Tèn tèn. Gì vậy? Em có thêm đây. Thêm gì đâu? Đó. Cung cấp thịt bò, cơ sở Phở Hải chuyên cung cấp thịt bò cho các quán phở. Ai nấu phở thì liên hệ cơ sở bò Phở Hải. Bàn thịt kia, Dị An, Bình Dương. Có chứ. Máy tính rồi. Cường hôm nay không lấy sách già. Có hết rồi hả? Qua thấy về quá trời. Qua đằng kia thôi. Lấy đi bác. Bao nhiêu ạ? Tầm 1,5-1,7 kg. Tầm 1. Hả? Cái khúc nào bác? Cái khúc dưới trên. Bắp ở trong mình anh lấy trên cái này. Thêm đi nữa. Rồi. Cái 8. Khoai nhân tiền một cái 8 chung Khoai ơi. Khoai lấy cho con chim, à quên lấy cho cái bông quên. Lấy cái chim lộn. 415 hả? 415 hả? 415 hả? Giờ đạt đồng nai mà. Giờ đi đồng nai à? Đi đồng nai lấy con hành trắng. Lấy ba lỏng nữa thôi. Giờ lên kia thằng Phú làm cái ai? Không mình em làm cái gì? À sao gọi em à? Cho cái bình đi trước.
nhiêu anh? Qua đó mà cắt được thì cắt. Cái gì đã bắn rồi, chứ vẫn đã bắn nhão nhăng lên rồi. Đang sửa cho ông đấy, đang sửa cho ông. Thôi, đang sửa cho ông cái thịt. Thực hiện từ 5 cá nha. Vứt vào đấy, sửa mà. Cạo tướng như thế. Thả thực lấy của tao hả? Ông hoảng lên. Lấy thằng nào lấy hàng của anh cứ cầm cái con gạch của mày đi ra ngủ. Đang sửa cho ông cái vài. Và bắt giá ra luôn kìa.
qua thì không ai cắt, tầm thường thiếu giá. Rồi có bóc hay không? Nó có giá tay của anh. 咱就 chưa xong hả? Thank you.
đạn đấy. Bác Hiếu, bác Hiếu tối xong là làm gì phê bác Hiếu? Khoa ơi, có bắp bò chia cho anh này một tí kìa. Đang bệnh quá, tí ra được bắp. Tí là ra lấy đi. Dạ, giờ này đang sớm quá, người ta đang chia. Thank you.
mạnh. Chào 500 anh em. Không phải đăng cái là 600 mấy người xem rồi. Không có thời gian nói luôn. Đây là quay gì đâu, không phải là live stream. Quay. Quay rồi tí là mới đăng lên. Chủ nhật hôm nay là ngày mấy tháng 11 à? Mùng 1 à bác? Hôm nay 31 tháng 10, mai với 1 tháng 10. À, hôm nay 31 tháng 10. Đây ai lấy sừng bò bán ở đâu thì em về nhá, tôi sợ qua Hải ở Đoàn Thị Kiên thì ăn bình dương. Sừng bò, chân bò, thịt bò, các loại. Kiều hôm nay ngủ quên rồi chị Kiều. Mọi người về cả rồi, chị cho mới tới à? Thank you.